Còn mấy cái này là bỏ là hủy hết, không có nhận. Sai số gì lắm như vậy là ok nè. Sai số cả nhà như này là không nhận. Không nhận. Rồi ok. Anh đâu làm được gì đó. Nó đi thôi.
5 sản phẩm thì em có 5 cái cục màu trắng. Đúng rồi. Anh đó thì tới 15 cái cục màu này. Đúng rồi. Tại vì anh tới 3 cái là em 15 cái cục nha. Nhưng mà như vậy thì anh ấy cái này. Dạ, ok. Em hỏi qua là em lấy cái màu vàng đó của anh. Em chỉ qua cái màu trắng thôi. Em màu vàng là anh giác em hỏi anh Nam. Anh có gì đây nè. Anh nhưng mà như là em đang cầm đầu trắng. Vừa chậm mà vừa xa là tại vì bạn đi quá xa. Bây giờ bạn để đây xong rồi mới đây thì khoảng cách này rất là xa. Bây giờ sẽ như thế này đúng chưa? Thì bây giờ về bạn rất gần hơn đúng không? Đúng rồi. Khoảng cách gần hơn, đúng chưa? Vậy là không có gì thắc mắc nữa ha. Đúng chưa? Hợp lý không? Tất cả mọi người